Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh. Vâng, rảnh rỗi ngày hôm nay cô chủ shop sẽ test cho quý vị và các bạn nghe chiếc đài QT88 mới về hôm trước. Cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh cũng đã thông báo chi tiết trên kênh rồi. Và với hình thức và vẻ đẹp của chiếc đài này thì cực kỳ là đẹp và rất là mới luôn. Vậy những vị khách hàng mà yêu thích đến những chiếc đài sắp cổ bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh cung cấp thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây cô chủ shop sẽ test cho quý vị và các bạn nghe cửa băng số 1 và cửa băng số 2 để quý vị và các bạn cùng cảm nhận và nghe chất âm của chiếc đài này, nó rất là hay. Và độ mới của chiếc đài này thì cô chủ shop đã thông báo trên kênh hôm trước rồi. Chiếc đài này zin đẹp và cực kỳ là xuất sắc. Các bác có thể nhìn ở phần tất cả phần mạ của mặt và tất cả màu sơn rất đẹp luôn và còn cực kỳ là sáng mới. Để lựa chọn những chiếc đài đẹp như thế này thì không dễ một chút nào, nhưng bên cửa hàng vẫn có để cung cấp cho quý vị và các bạn. Và cũng lâu lắm rồi nên là cửa hàng không có những chiếc đài sáp 3 QT88 về màu đỏ. Thì ngày hôm nay đang có mặt tại đây. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp nhé. Cô chủ shop sẽ cho lớn volume một chút. Cô chủ shop đang test ở cửa băng số 1 ạ. Nó mới lắm ạ. Vamos.
nhìn xe kế thoa màu trắng ngỡ rằng mình pháo hồng những tiếng đưa lá thu chậm rơi từng chủ shop sẽ test phần radio nhé quý vị và các bạn nhé. Nghe lốt một chút nữa xong rồi chủ shop sẽ test phần radio ạ. Khi đại dịch xảy ra thì cái việc mà số người mà được hưởng lợi hoặc là ảnh hưởng từ cái doanh nghiệp tác động xã hội này giảm mất độ khoảng 63%. Đó. Vậy đây dò sóng. Quá. Nhờ dùng ít điều khang đấy. Ít điều khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ. Hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không vậy, tiểu chất shop cũng xin kết thúc video tại đây. Để quý vị và các bạn cùng được nghe chất âm của chiếc đài sáp QT88 có gà màu đỏ đang có mặt tại cửa hàng. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723-148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Và bên cửa hàng thì còn rất nhiều những chiếc đài khác như 3 số 7, GF1000 và những chiếc đài như dòng sáp QT89 và những chiếc đài bên cửa hàng vẫn sẵn hàng đây ạ. Vậy quý khách hàng mà có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại mà cô chủ shop vẫn đăng hàng ngày nhé. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.